cảnh tượng ám ảnh bên trong các thành phố tiền tuyến của Ukraine. Ukraine tuyên bố đang chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nga bắt đầu đàm phán triển khai vũ khí tầm xa trên lãnh thổ đối tác thân cận. Ba Lan động viên bí mật để mở rộng quy mô quân đội. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Chiến sự Nga-Ukraine những ngày qua vẫn diễn ra vô cùng ác liệt trên nhiều mặt trận. Theo đó, làn sóng xung kích đầu tiên của lực lượng Nga đã khiến siêu thị Epicenter ở thành phố Kharkov rung chuyển, làm sập cầu thang, trần nhà cũng như toàn bộ đồ nội thất bên trong. Quả bom tiếp theo của Nga lao xuống như một sao chổi, vài giây sau đó khiến hỏa hoạn bùng lên biến siêu thị thành đống tro tàn. Theo AP, quả bom thứ ba không phát nổ khi rơi xuống phía sau siêu thị Epicenter và bị các nhà chức trách Ukraine thu hồi, với kỳ vọng nó sẽ giúp họ khám phá thế hệ bom lượn nguy hiểm mới nhất của Nga, vốn đang gây ra sự tàn phá đáng kể ở miền đông Ukraine. Nga đã điều chỉnh những quả bom thời Liên Xô với các thiết bị điện tử nhập khẩu thành bom có điều khiển, cho phép các máy bay chiến đấu ở xa của Nga phóng chúng vào Ukraine. Ngoài Kharkov, nhiều thành phố khác ở miền Bắc và miền Đông của Ukraine cũng bị bom lượn tàn phá, bao gồm Avdiivka, Chasovya và Vokchan. Quản lý siêu thị Epicenter Oleksandr Lutsenko đã lên án các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga vào Kharkov. Ông nói, mục tiêu của họ là biến nó thành một thành phố ma, không còn người sinh sống, không còn gì để bảo vệ hay khiến việc bảo vệ thành phố không còn ý nghĩa. Họ muốn hù dọa mọi người, nhưng sẽ không thành công. Theo AP, Nga đã tăng tốc phá hủy các thành phố tiền tuyến của Ukraine vào năm 2024 lên quy mô chưa từng thấy trong cuộc chiến, bằng cách sử dụng bom lượn và mạng lưới đường băng đang được mở rộng của họ. Theo những hình ảnh được AP phân tích, Bakhmut là thành phố đầu tiên hứng chịu đòn hủy diệt của bom lượn. Tiếp theo đó là sự tàn phá ở Avdiivka trong nhiều tháng. Sau đó, quân đội Nga bị cáo buộc chỉ cần vài tuần để làm điều tương tự ở Vokchan và Chasovya. Trong khi đó, quan chức tên là Spartak Borisenko của Văn phòng Công tố khu vực Kharkov cáo buộc, tổng cộng, Nga đã phóng bom lượn đã tấn công thành phố Kharkov hơn 50 lần từ đầu năm đến nay. Bom lượn được phóng từ nhiều căn cứ ngay bên trong biên giới Nga. Ông Borisenko cho biết, Ukraine đã xác định ít nhất 8 căn cứ không quân của Nga được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bom lượn vào Ukraine. Tất cả các căn cứ này đều cách Ukraine 100 km. Ông cho biết ít nhất một trong những loại bom lượn trên đều có thiết bị điện tử nước ngoài và được sản xuất vào tháng 5 vừa qua. Điều đó cho thấy Nga đang sử dụng bom lượn một cách ồ ạt và nước này đã thành công để lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các mặt hàng có công dụng kép. Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phóng hơn 3.000 quả bom mỗi tháng, nhưng riêng tháng 5 vừa qua, họ đã sử dụng 3.200 quả bom. Người sở hữu trang web chuyên về quân sự Defense Express Oleh Katkov tuyên bố, việc tấn công các căn cứ không quân Nga sẽ là chìa khóa để làm chậm tốc độ ném bom lượn của Nga, buộc máy bay Nga phải ném bom từ khoảng cách xa hơn. Ông Katkov nói, điều này không có nghĩa là họ sẽ ngừng hoàn toàn việc ném bom, nhưng nó sẽ trở nên khó khăn hơn đối với họ, vì họ sẽ có thể thực hiện ít phi vụ hơn mỗi ngày. Tuần trước, ông Zelensky thừa nhận, lợi thế chiến lược lớn nhất của Nga so với Ukraine là lợi thế trên bầu trời. Đây là hành vi đe dọa bằng tên lửa và bom lượn giúp quân đội Nga tiến lên trên bộ. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Nga đã phóng tới 100 quả bom dẫn đường mỗi ngày. Bên cạnh tên lửa và máy bay không người lái mà Nga thường xuyên sử dụng để tấn công, bom lượn gây ra áp lực hủy diệt khủng khiếp. Những quả bom lượn của Nga được đánh giá là có sức mạnh tương tự như tên lửa Zidam, vốn đã bị lực lượng Nga gây nhiễu thành công ở Ukraine. Quay lại siêu thị Epicenter, vào thời điểm nó trúng bom Nga, nhân viên bán hàng Nina Kosunova kể lại, khi cô đang nằm cuộn tròn, cô mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy vệt bom thứ hai rơi xuống. Cô Kosunova nói, tôi nghĩ tôi đã bị bỏ lại ở một mình ở đó, điều đó cho tôi sức mạnh để trèo ra ngoài. Nữ nhân viên bán hàng đã gồng mình bò trườn qua đống đổ nát để thoát ra ngoài. Sau khi sống sót từ sự việc khủng khiếp này, cả cô Kosunova lẫn quản lý cửa hàng đều không có ý định rời bỏ quê hương của họ. Cô Kosunova nói, điều đó không làm tôi suy sụp, tôi sẽ ở lại Kharkov, đây là nhà tôi.
Ukraine đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng dai dẳng, đầy khó khăn, nhưng Washington và các đồng minh liên tục nói rằng Kiev chưa làm đủ để dẹp bỏ hoàn toàn vấn nạn này. Cụ thể, theo tờ Washington Post đưa tin, các quan chức Ukraine khẳng định họ đang chiến đấu chống tham nhũng quyết liệt như quân đội đang chiến đấu với quân đội Nga ở phía đông. Ukraine lưu ý rằng họ đang cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn pháp quyền cần thiết để gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, cho rằng họ vẫn làm chưa đủ. Đây là nguyên nhân gây căng thẳng ngày càng gay gắt giữa Kiev và một số nước ủng hộ nước này mạnh mẽ nhất, gây ra mối nguy hiểm thường trực đối với các gói hỗ trợ kinh tế và quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo Washington Post, gần như mỗi tháng lại có thêm một vụ án tham nhũng mới và một loạt các vụ bắt giữ, sa thải cấp cao vì nhận hối lộ, tham nhũng. Cuối tháng trước, cựu phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Smirnov đã bị Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine buộc tội làm giàu bất hợp pháp. Cơ quan này cho biết ông Smirnov đã mua bất động sản, xe cộ và các tài sản khác gấp hơn 10 lần số tiền lương và tiết kiệm được ông công khai báo cáo. Hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu bộ phận an ninh mạng của cơ quan an ninh Ukraine, ông Ilya Vityuk, vài ngày sau khi truyền thông địa phương đưa tin vợ của ông Vityuk mua một căn hộ trị giá hơn 500.000 đô la Mỹ trong một khu phố thượng lưu ở Kiev. Trong năm qua, chánh án Vsevolod Kanyayev đã bị buộc tội nhận hối lộ hơn 2 triệu đô la Mỹ và bị sa thải ngay lập tức. Và một nhà tài phiệt nổi tiếng tên là Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ mạnh mẽ cho ông Zelensky, cũng bị bỏ tù vì nghi ngờ lừa đảo, tham ô và rửa tiền. Các quan chức Ukraine nói rằng các trường hợp này là bằng chứng cho thấy nỗ lực và sự thành công của họ trong việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, tất cả các bị cáo đều khẳng định mình vô tội và vụ án chống lại họ vẫn chưa được đưa ra xét xử. Người đứng đầu đơn vị chống tham nhũng đặc biệt tại Văn phòng Tổng công tố Ukraine, Oleksandr Kamilenko, cho biết điều đó có nghĩa là chúng tôi làm việc hiệu quả gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, các thủ đô phương Tây lại không hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Ukraine và cho rằng hàng tỷ đô la Mỹ vẫn đang bị đe dọa vì nạn tham nhũng ở Ukraine, không chỉ tiền thuế của nước này mà còn cả viện trợ kinh tế và quân sự của phương Tây. Mặc dù không có cáo buộc trực tiếp nào về việc tiền hoặc vũ khí của Mỹ bị sử dụng sai hoặc chiếm dụng, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ viện dẫn nạn tham nhũng ở Ukraine là một trong những lý do khiến họ cản trở gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong suốt nhiều tháng. Trong nhiều thập kỷ, tham nhũng đã phát triển mạnh ở Ukraine, những kẻ đầu sỏ kiểm soát các ngành công nghiệp chủ chốt và các ghế trong Quốc hội. Hàng loạt công chức, bao gồm cả thẩm phán, cũng nhúng chàm. Bất chấp những nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine trong những năm gần đây, các quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Tháng trước, ông Blinken phát biểu ở Kiev rằng Ukraine đã thực hiện những bước quan trọng nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố Ukraine cần một môi trường pháp lý mạnh mẽ, cạnh tranh công khai và công bằng, minh bạch, thực hiện các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả. Các quan chức cấp cao của Ukraine thậm chí phàn nàn rằng người Mỹ và châu Âu thường bám vào định kiến về nạn tham nhũng ở Ukraine như một cái cớ để trì hoãn hoặc phản đối viện trợ cho họ. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây gia tăng, Moscow đang tích cực thảo luận với các đối tác nước ngoài về khả năng triển khai vũ khí tầm xa. Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh, bao gồm cả thông qua biện pháp quân sự. Tuyên bố này đã trở thành một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Moscow nhằm thích ứng với những thách thức và mối đe dọa mới do NATO và các chủ thể quốc tế khác đặt ra. Với thực tế địa chính trị hiện đại, Nga đang phải đối mặt với hoạt động ngày càng dày đặc của NATO ở biên giới. Điều này gây ra những lo ngại chính đáng cho an ninh quốc gia. Theo ông Ryabkov, NATO chỉ hiểu ngôn ngữ vũ lực nên Moscow buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích của mình, tăng cường năng lực phòng thủ, trong đó có khả năng triển khai vũ khí tầm xa đang trở thành một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại. Nga đang cân nhắc không chỉ châu Âu mà còn nhiều khu vực khác để triển khai vũ khí tầm xa. Đặc biệt, các cuộc đàm phán tích cực đang được tiến hành với một số đối tác. Những khu vực này là mối quan tâm chiến lược của Nga, cho phép tạo ra sự cân bằng quyền lực và củng cố vị thế trên trường quốc tế. Ông Ryabkov nhấn mạnh, những cuộc thảo luận như vậy không chỉ diễn ra ở cấp độ trao đổi đánh giá, mà còn bao gồm các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh. Nga dự định giải quyết vấn đề triển khai vũ khí tầm xa với các đối tác dựa trên sự tôn trọng lựa chọn chủ quyền và nghĩa vụ quốc tế của họ. Điều này rất quan trọng để duy trì mối quan hệ tin cậy và tránh xung đột tiềm ẩn. Moscow hiện không cung cấp vũ khí tầm xa cho các nước khác, nhưng có quyền làm như vậy trong tương lai.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng bán thiết bị quân sự như vậy cho những quốc gia hoặc pháp nhân dưới áp lực, bao gồm cả áp lực quân sự. Bước đi này có thể được coi là phản ứng đáp trả đối với việc phương Tây gửi vũ khí tới Ukraine. Nga tìm cách tạo điều kiện để các đối tác của mình có thể tự vệ một cách hiệu quả trước mối đe dọa từ bên ngoài, từ đó củng cố vị thế của Moscow và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước sáng kiến như vậy của Nga là không rõ ràng. Một mặt, NATO bày tỏ quan ngại và coi đây là mối đe dọa gia tăng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, khối này đang thảo luận về khả năng đặt tên lửa hạt nhân trong tình trạng báo động như một phần của biện pháp răn đe trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Bước đi này được cho là gây ra những vòng căng thẳng mới và làm gia tăng sự đối đầu giữa Đông và Tây. Ngược lại, Điện Kremlin coi tuyên bố như vậy của NATO là một sự leo thang khác. Nhà chức trách Nga nhấn mạnh hành động của họ chỉ nhằm mục đích đảm bảo an ninh quốc gia và đáp trả đối phương. Thời gian qua, Ba Lan đang tích cực tăng quy mô quân đội, tiến hành các bước đi nhằm động viên bí mật trên khắp đất nước. Hiện tại, chính quyền Warsaw đang tập trung vào thế hệ trẻ của nước này. Vừa qua giai đoạn đầu tiên của việc chuẩn bị cho những người trẻ đi nghĩa vụ quân sự đã bắt đầu, trong đó có 11.000 thanh niên Ba Lan đã đăng ký. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các học viên sẽ được gia nhập lực lượng dự bị của quân đội Ba Lan. Warsaw hy vọng rằng trong quá trình đào tạo, các chàng trai trẻ sẽ quan tâm đến việc phục vụ lâu dài thông qua hợp đồng chuyên nghiệp. Bằng cách này, chính quyền có ý định tăng cả số lượng quân nhân tại ngũ và dự bị. Tổng cộng trong năm nay, chính quyền Ba Lan dự định đưa tới 120.000 người đi huấn luyện, trong đó có 20.000 người sẽ được triệu tập từ lực lượng dự bị. Giới lãnh đạo Ba Lan dự kiến sẽ triệu tập hơn 34.000 công dân trên cơ sở tự nguyện. Ngoài ra, Warsaw đang lên kế hoạch triệu tập tới 200.000 quân dự bị tham gia tập trận. Đáng chú ý là, đồng thời với chiến dịch huy động và tuyên truyền đang diễn ra, Ba Lan rất tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng hậu cần cho việc điều động quân nhanh chóng về hướng đông. Đặc biệt, hai căn cứ hậu cần đã được xây dựng gần biên giới Ukraine và Belarus. Tính đến đặc thù của học thuyết NATO, có thể giả định rằng Ba Lan đang tích cực chuẩn bị nhằm trở thành tiền đồn chính của liên minh ở sườn phía đông. Cần lưu ý thêm, vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, ông Marius Blaszczak, đã kêu gọi chính quyền Ba Lan giải mìn ở biên giới với vùng Kaliningrad và rút khỏi công ước Ottawa cấm sử dụng mìn sát thương.